Xin chào thầy và tất cả các bạn. Mình tên là Nguyễn Xuân Bách, hiện tại đang là sinh viên khóa 2 lớp FP của Đại học X. Mã số sinh viên của mình là CUV020HP03. Sau đây mình sẽ trình bày bài tập tổng kết buổi 1 của môn khởi nghiệp kinh doanh. Thì đầu tiên mình sẽ nêu ra cái khái niệm về doanh nghiệp là gì. Thì doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế có tài sản và có tên riêng, có trụ sở giao dịch ổn định, được cấp giấy đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động kinh doanh trên thị trường. Và khi thì qua đây mình sẽ phân loại ra cái doanh nghiệp bao gồm theo cái bản chất kinh tế của chủ sở hữu. Thì chúng ta có ba loại hình. Thứ nhất đó là doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn corporation và doanh nghiệp hợp danh, doanh nghiệp tư nhân. Và căn cứ vào cái pháp lý, hình thức pháp lý doanh nghiệp thì sẽ có bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp mà các công ty thì sẽ các thành viên trong công ty sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi với số vốn điều lệ của công ty. Thì công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì sẽ là doanh nghiệp mà trong đó thì có cái phần góp vốn của thành viên ấy chỉ được chuyển nhượng theo quy định theo cái luật doanh nghiệp năm 2014. Các thành viên có thể là một tổ chức cá nhân hoặc là thành viên không vượt quá 50 người. Và thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đóng góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp là quy định theo luật doanh nghiệp tại khoản 4 điều 48. Công ty trách nhiệm hữu hạn có 2 thành viên trở lên thì có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Có những ưu điểm và nhược điểm thì là của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên, đó chính là số lượng thành viên không nhiều và quản lý điều hành không có phức tạp, có cái tư cách pháp nhân và thành viên chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đóng góp, phải chào bán phần vốn của mình cho các thành viên còn lại khi chào bán cho người ngoài, hạn chế sự xâm nhập của người ngoài vào công ty. Nhược điểm thì là chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là nhiều loại hình khác, bị hạn chế huy động số vốn do không có quyền phát hành cổ phiếu. Còn công ty cổ phần thì công ty cổ phần là một doanh nghiệp trong đó mà có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau, gọi là cổ phần. Cổ đông có thể là một tổ chức cá nhân, số lượng cổ đông tối thiểu có thể là 3 và không giới hạn số lượng tối đa. Còn cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi mà vốn đã có vào doanh nghiệp. Công ty cổ phần thì thường sẽ có những cái ưu điểm như là có cái tư cách pháp nhân và có chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đóng góp. Nhược điểm là chịu sự trách nhiệm chặt chẽ của pháp luật và không có hơn nhiều lĩnh khác, đặc biệt là chế độ về tài chính kế toán, quản lý điều hành rất phức tạp do số lượng đông không hạn chế, có thể là sự phân hóa thành nhiều nhóm đối kháng lợi ích với nhau. Và còn lại thứ ba là công ty hợp danh. Công ty hợp danh thì là doanh nghiệp trong đó có ít nhất 2 thành viên là chủ sở hữu của công ty cùng kinh doanh dưới một cái tên chung gọi là thành viên hợp danh. Thành viên hợp danh phải là cá nhân và chịu trách nhiệm về bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Và thì doanh nghiệp, còn doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp mà một cá nhân làm chủ và phải tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp và được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Còn về căn cứ về chế độ trách nhiệm thì doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm vô hạn thì thường sẽ là phải có cái chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ sở hữu tư nhân và của thành viên hợp danh công ty hợp danh. Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân và thành viên công ty hợp danh sẽ chịu trách nhiệm đến cùng về mọi nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp mà không giới hạn ở phần tài sản của chủ doanh nghiệp. Các thành viên hợp danh đã bỏ vào vốn đầu tư kinh doanh tại doanh nghiệp
tư nhân và công ty hợp danh. Điều này thì được hiểu là nếu mà tài sản của doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh không đủ để thực hiện các nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp khi các doanh nghiệp này áp dụng thủ tục thanh lý trong cái thủ tục phá sản, chủ sở hữu doanh nghiệp và các thành viên hợp danh phải có tài sản riêng và không đầu tư vào doanh nghiệp để thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm hữu hạn thì thường có là những doanh nghiệp mà ở đó chủ sở hữu chỉ phải chịu trách nhiệm về mọi khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Tức là khi số tài sản của doanh nghiệp không đủ để trả nợ thì chủ sở hữu không có nghĩa vụ phải trả nợ thay cho doanh nghiệp. Và thực chất đó chỉ là một chế độ trách nhiệm hữu hạn của các nhà đầu tư, thành viên hoặc chủ sở hữu công ty. Xin kết thúc phần này.